Rồi, xin chào mọi người nha. Hôm nay chị sẽ hướng dẫn mọi người bài đàn bài dạy ni 599 số 73. Thì trước khi đàn, chúng ta xác định thêm bài này là có hai dấu thanh, là bài này được viết ở giọng rê trưởng, pha thanh và đô thanh. Chúng ta đàn các vấn đề liên quan tới giọng rê trưởng. Rồi, bài này được viết ở nhịp 6-8. Thì lúc đầu mọi người cứ nhớ nhịp số 8 đơn giản nhất là mỗi phát cho mỗi nhịp có 6 phát. Mỗi phát có giá trị là một hình nốt nốt đơn. Phát 1 mạnh, phát 2, phát 3 nhẹ, phát 4 mạnh, phát 5, phát 6 nhẹ. Rồi, cứ thế mình đàn ha. Rồi, bây giờ thì hướng dẫn trước tay phải nốt đầu tiên là nốt La và ở phát thứ 6. Thì chúng ta sẽ đếm như thế nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 2, 3, 2, son, mi, 2, son, fa, mi, fa, son, si, mi, re, 2, 3, do, mi, 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 re, fa, mi, mi, re, fa, mi, do, 2, re, sol, mi, re, si, si, la, son, la, do, 2, si, la. Được chưa? Chỉ làm lại. Mà tay phải 4 5 2 thì cái chỗ cái cụm cái nút cái đấy mà nốt 3 thì tạm thời mọi người cứ đàn ở phát thứ 3 đi cho nó dễ. 1 5 4 5 2 2 3 3 2 son mi 2 son fa. Fa sấm fa là vào phát 1 luôn nha. Chứ làm lại nè. La hai son mi hai son fa fa mi fa son si mi re hai ba do mi 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 re fa mi mi re fa mi do hai re si do mi re si si la son la do hai si la. Rồi, bây giờ qua tay trái thì tay trái đơn giản nó chỉ là hợp âm mà nó đàn âm hình rải vậy thôi. Mi re fa hai mi
Xin cảm ơn các bạn nha.